Anh Hường, xuống đây. Ok. Chú cho tôi. Đây. Rồi, đổi kiểu khác nào. Nào, quá đẹp. Em xem được chưa? Tôi xem nào. Ui, đẹp thế. Anh đứng vào đây. Nào. Rồi. Mình đi thôi. Ok. Chuyến đi này tha hồ của anh đẹp nhá. Nhiều anh đẹp quá. Này, để tôi chở cho. Em không quen đường, làm sao mà chở được? Tôi đi được mà. Lâu lắm rồi tôi không được đi xe máy. Đi ra, tôi chở. Được không đấy? Được. Làm cái gì đây? Bỏ tay ra. Em bảo lâu rồi không lái xe nên anh cảm thấy sợ. Ok, sợ gì? Cứ bỏ ra. Nào, đi nhá. Anh làm gì đấy? Anh sợ lắm. Không phải sợ, cứ bỏ ra. Tôi đi được mà. Cứ bỏ ra, tôi đi được. À, 5 phút của em là 1 tiếng 45 phút của người khác à? À không ạ. À, em thay đồ qua xong 5 phút rồi ạ. Vừa nãy tự dưng công ty có tí việc nên em phải giải quyết việc công ty rồi mới xuống ạ. Một tiếng 45 phút có khác, trông ok là luôn. Thế nhưng mà bây giờ thì không còn cửa hàng thú cưng nào mở cả em ạ. Thế là mình bỏ hả anh? Ờ, bỏ là bỏ chứ sao? Anh sẽ tìm ra cửa hàng còn mở. Đi. Nào, em lên xe đi. Ờ, em làm sao đây? Em không sao ạ. Hình như người anh có mùi à? Dạ vâng ạ, mùi chó mèo. Thật ra là em rất là không thích mùi ý ạ. Rõ ràng là anh tắm kỹ lắm rồi mà nhỉ. Hay là anh ngồi về phía sau đi ạ, để em đèo anh cho. Chứ anh mà ngồi trước gió em không chịu nổi đâu ạ. Uầy, nhiều người nhìn thế. Kệ người ta đi anh. Chắc là mọi người thấy anh để con gái đèo. Hay là thôi, em để anh đèo đi. Không sao mà, anh đừng có chạnh lòng nhá. Chắc là họ đi sau mình, họ ngửi thấy mùi chó mèo, thấy lạ nên họ nhìn ý mà, anh không cần phải ngại đâu. Uầy, em nói thế anh ngại gấp đôi luôn ý. Không sao đâu ạ. Ôi dồi ôi, ông ấy to lù lù đứng ở giữa đường đi kìa. Vâng. Này, anh Chí. Anh đứng đây làm gì đấy? Mỏi chân, nghỉ tí. Thế mỏi xong anh định đi đâu?
Đi đâu thì đi. Hỏi làm gì? Đùa chứ nói chuyện cứ như là đấm vào tai ấy. Biết thế tôi chả thèm hỏi anh nữa cho đỡ tốn nước bọt. Chỗ trọ nào rẻ rẻ không? Rẻ là bao nhiêu? Càng rẻ càng tốt. Thôi, tôi bảo như này này. Anh về chỗ tôi đi. Tôi sẽ cho anh ở nhờ một đêm. Xong rồi ngày mai tính tiếp. Dở hơi à? Dở hơi gì? Hay là anh ngại? Liên Thiên ít rồi, về đi. Đâu chả là nhà, sao phải ngại. Này, anh mà không đi cùng với tôi nhá.